À, xin chào các bạn, hôm nay mình lại giới thiệu cho các bạn đầu đĩa than Denon, mã là DB59NL. Nay mình về thêm được một con nữa nha. Hình thức thì rất là đẹp nha, đẹp xuất sắc luôn nha cái máy. À, những mẫu này là những mẫu hàng mình nhập về nha, có thùng đàng hoàng nha, có thùng Nhật Bản đàng hoàng nha, có tem đàng hoàng. À, tình trạng nắp mica zin theo máy sáng đẹp, không nứt không vỡ, rất đẹp nha, sáng đẹp long lanh luôn. Tình trạng thân máy thì đẹp xuất sắc, thân máy gỗ bóng piano không có một dấu chày luôn nha, các góc cạnh vuông góc hết nha. Sáng đẹp nha, phía trước và phía sau cũng vậy hết nha. Rất đẹp nha các bạn. À, còn đi theo đợt này là kim máng zin theo máy nha. Kim này kim Denon, đây là 60 nha. Tại cái mặt trước nó không có chữ, nhưng mà nó nằm ở phần trên á, thì hôm qua mình có chụp cái tấm hình rồi. Đó là kim nó nha. Đây là 60. Là kim zin của Denon luôn á. À, máng của zin của Denon cũng cần sáng đẹp. Máy này rất là dễ sử dụng nha, tạ của nó viền gì rồi dời ra sao sao khóa lại. Mấy mẫu này những bạn nào mà canh không quen á, mình có thể canh giùm sẵn trước về chỉ chơi thôi được rồi, cũng cần rất là gấu nha. À, bàn xoay cũng sáng đẹp luôn nha. Mẫu này là mẫu mình thả tay hoàn toàn, nhưng mà hết đĩa thì máy sẽ tự động nâng cần và tắt máy, cũng rất là đơn giản dễ sử dụng. Đây là phiên bản cao cấp của hãng Denon, đầu gấu. Con đợt trước là kim xua đánh nhạc cũng dữ dội lắm mà bán rồi, nhưng mà đợt này là kim zin theo máy, kim kim máy zin của Denon luôn. Ở đây là mình có cái nút power nè, bấm là mở nguồn nè. Ở đây là start stop, là đây là bấm là chạy nè. Đó. Khi mà đạt chuẩn tốc độ thì máy sẽ tự động khóa tốc độ lại luôn, là sáng đèn. Là đây nó có đồng hồ báo 33 vòng, là chuẩn chuẩn từng ly từng tí luôn, là không có lệch một một chút xíu nào luôn á. Còn đây ví dụ như là đây là chỉnh normal là thì nó sẽ là 33 vòng chuẩn nè. Lâu là chậm hơn, là hai là chỉnh nhanh hơn, là ví dụ mình muốn 33 vòng mình tăng lên tí xíu đó cũng được. À, chậm hơn tí xíu cũng được, nhiều khi mình nghe kéo violon á mà chậm quá thì nó nghe không hay, mình phải tăng lên đó. Còn mình muốn trở lại bình thường mình bấm normal, đây khóa tốc độ lại là 33 vòng chuẩn luôn. Cái này lựa chọn 33 vòng hoặc là 45 vòng đó. Còn đây là nâng hạ cần, con này thả tay nha. Rồi mình bấm đây là để nâng cần lên nè, rồi mình đưa vô. Để hạ xuống. Cần hạ rất là nhẹ nhàng nha. Rồi nếu bây giờ mình muốn thay đổi bài mình cũng bấm nâng cần lên. Máy sẽ nâng cần lên rồi mình di chuyển bài. Mình bấm hạ cần xuống. Đó, máy hạ cần rất là nhẹ nhàng nha. Máy rất đẹp rồi. Xa rồi đêm vẫn trôi, sao tôi
Máy sẽ tự động nâng cần và tắt máy nha bạn. Đó. Cầm tay cần trở về thôi. Máy còn rất đẹp nha bạn. Đẹp long lanh luôn á. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.